Chiều ngày 24 tháng 12, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một xe ô tô đông lạnh đang vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông tin ban đầu trưa ngày 24 tháng 12 tại km 558 300 trên tuyến quốc lộ 1A, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đội 6.1 kiểm tra xe ô tô đông lạnh mang biển kiểm soát 89C-25996 do anh Lê Ngọc Hiếu, 28 tuổi, trú thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe này đang vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật, gồm nội tạng, lòng, tim, gan, sách, phổi, chân, ốc, mỡ bò. Kiểm tra lâm sàng cho thấy, các sản phẩm động vật này đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. Chủ xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu lái xe Lê Ngọc Hiếu thừa nhận số sản phẩm động vật nói trên được hiếu nhận chở thuê cho người không quen biết để lấy tiền công. Đơn hàng được nhận qua điện thoại nên không rõ ai là chủ hàng. Số hàng này được thu gom từ các tỉnh phía Bắc để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Hiện đội 6.1 đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường, thú y tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.